Korean Channel. Các em ơi, chị sắp đám cưới rồi, nên hôm nay chị phải đi làm tóc. Chị phải đi nhuộm tóc nè, gội đầu. Đầu chị bị dơ quá. Búp bê Barbie nhớ làm sạch cho mình nha. Ok, ngồi im đi. Rồi, tóc này được chưa? Dơ quá, có nhiều con vi khuẩn trên tóc nè. Để bắt con Chí ra đã. Rồi, sạch rồi, sạch rồi. Bây giờ sẽ nhuộm tóc nha. Hoa xem thử màu nào được thì nói để mình dừng lại. Ok. Chưa được đâu. Đổ màu khác cho mình đi. Cũng đẹp quá, nhưng mà mình muốn đẹp hơn nữa. Ok, ngồi im nha. Kiểu tóc cô dâu này đẹp quá. Nhưng mà màu này mình không thích. Đổ màu khác đi. Đâu để mình thử màu này nữa thử xem. Màu này có vẻ đẹp nè. Được á, được á. Rồi bây giờ đứng im để mình đo để chuẩn bị may áo nè. Cô dâu thì phải mặc cái đầm thiệt là đẹp thì mới nổi bật được chứ. Rồi đo xong rồi. Bây giờ mình sẽ ướm thử nha. Một số mẫu ở tiệm may của Barbie có sẵn nè. Cũng được đó, được đó. Được không mấy bạn? Các em ơi, các em nhìn chị như thế này có đẹp chưa? Này là phần trên thôi, bây giờ mới là phần váy nè. Nhiều kiểu đẹp quá. Kiểu này đẹp đó nè. Thôi mình chọn kiểu này. Nhưng mà mình muốn màu khác. Ok, để coi có những màu nào đây. Rồi, màu này nha. Cho mình thêm vài bông hoa đính lên trên áo nữa. Ok luôn. Đẹp quá. Các bạn ơi, chị Hoa bây giờ về nghỉ ngơi rồi. Bây giờ mình sẽ làm bánh kem. Bánh kem mà đám cưới á, gọi là bánh cưới. Mình sẽ phủ một lớp sô-cô-la lên. Đây là bánh bông lan mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ phủ lớp sô-cô-la lên nè. Đó. Sô-cô-la xong rồi. Bây giờ mình sẽ phủ một lớp khác nữa, đó là vani. Mình sẽ tạo thành một chiếc bánh kem 3 tầng, mỗi tầng một màu khác nhau. Màu vàng, màu xanh dương, màu xanh lá cây. Để cho chiếc bánh kem của chúng ta thiệt là nổi trội. Có vẻ được rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu trang trí nào. Các bạn thấy thế nào, đẹp không nè? Đây, sẽ gắn cái viền này lên nữa. Nhưng mà mình thấy màu đổi màu nó sẽ đẹp hơn á. Màu đỏ nè, màu xanh nè, màu tím đi. Cho cái này là màu tím nè. Đúng rồi, đẹp quá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí thêm nha. Bởi vì đây là bánh cưới cho nên ở trên mình sẽ làm hình cô dâu và chú rể. Bánh kem ăn hoài á sẽ ngán lắm, cho nên mình sẽ kèm theo trái cây nữa, đó là trái dâu. Mình sẽ viền trái dâu xung quanh luôn. Ăn bánh kem thì ngọt, trái dâu thì chua chua, nó rất là ngon luôn, không có bị ngán. Rồi, ở phía trên mình sẽ gắn những con bướm bướm ở bốn cái góc này. Các bạn thấy bánh kem đẹp chưa nè? Nhưng mà chưa đâu, chưa đâu, vẫn chưa xong mà. Bây giờ mình sẽ viền sô-cô-la lên trên. Rất là nhiều sô-cô-la. Đây, sẽ viền xung quanh nó luôn. Đây, xong rồi. Ở tầng cuối cùng, mình sẽ viền 4 bông hoa và trái tim. Bởi vì đây là bánh cưới cho nên phải có trái tim màu đỏ. Và bông hoa đây nữa. Rồi, xong rồi, xong rồi. Cô dâu ơi, chị Hoa ơi, tới đây xem thử coi đẹp chưa nè. Đẹp quá, thôi mình sẽ chụp hình để giữ lại. Mấy em ơi, hôm nay là ngày cưới của chị rồi. Bây giờ chị phải trang điểm cô dâu đó. Búp bê Barbie ơi, trang điểm cô dâu cho mình thiệt là đẹp nha. Ngồi im nha, ngồi im. Mình sẽ đeo con tắc len để cho đổi màu mắt nè.
Rồi bây giờ tô màu mắt ở đây. Nghiêng thật nghiêng qua thử coi được chưa? À được rồi, bây giờ tô màu môi nha. À, màu nào đẹp đây? Màu hồng, màu hồng nhạt hay là màu đỏ? À được á, tóc màu đỏ thì cái môi phải màu đỏ nó mới nổi. Rồi đánh má hồng nữa nè. Rồi trang trí lên cái má nè. Ừ, như vậy nổi trội chưa mấy bạn? À chưa kẻ mắt nữa, phải kẻ mắt cho đôi mắt thiệt là to. Rồi trang điểm xong rồi, mặc áo cô dâu thôi. Áo cô dâu đã may xong rồi. À hồi nãy đo hả, bây giờ đã may xong rồi, hay quá. Nhiều kiểu đẹp quá ta. Nhưng mà đâu để mình xem. À cái này được nè. Wow, ở phía trước có rất là nhiều hoa hồng luôn. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ tìm cái von đầu nha. Von nào đây? Von nào cho hiện đại nè. À mình biết rồi, mình sẽ sử dụng cái von ngắn. Đúng rồi, von này mới đẹp nè. Rồi bây giờ chọn hoa cầm tay. Hoa màu gì đây? Hoa màu vàng đi. Rồi đây là dây chuyền, mình sẽ chọn dây chuyền và bông tai. Rồi được rồi, chọn giày nữa. Đưa chân ra đây. Rồi đẹp quá. Bây giờ mang bao tay nữa. Cô dâu phải mang bao tay. Đẹp quá, đẹp quá. Được rồi, được rồi. Đầu quay một vòng mình xem nào. Rồi bây giờ bắt đầu ra chụp hình nè. Cô dâu và chú rể sẽ tạo 3 kiểu nha. Ok. Kiểu số 1, kiểu số 2, kiểu số 3. Rồi bây giờ hãy chọn một tấm hình đẹp nhất đi. Đây mình chọn tấm này. Wow đẹp quá, đẹp quá. Chị đi trắng ơi, chỗ này chuẩn bị làm rạp cưới đó. Tụi mình đứng đây đợi đi. Ok ok. Wow đẹp quá. Chỗ này chuẩn bị tổ chức đám cưới này mọi người ơi. À mình phải thay đồ nữa, tại vì tí nữa mình sẽ rải hoa. Rồi bây giờ cô dâu đã đứng đây rồi, chú rể cũng đã có ở đây. Bây giờ mình đi rải hoa đây. Đây là những cánh hoa hồng. Mời cô dâu tiến đến gặp chú rể để làm lễ nè. Các con có đồng ý thương yêu nhau suốt đời dù có gặp bất cứ chuyện gì hay không? Dạ con đồng ý. Con cũng đồng ý. Vậy các con hãy trao nhẫn cho nhau đi. Đây là chiếc nhẫn cưới mà chú rể dành tặng cho cô dâu. Wow đẹp quá. Rồi bây giờ mời cô dâu chú rể ra cắt bánh kem. Mời cô dâu chú rể ăn bánh kem nè. Xong rồi, buổi đám cưới đến đây là kết thúc rồi. Mời cô dâu chú rể nhảy múa. Và cảm ơn mọi người đi nè. Cảm ơn mọi người đã đến đây.